8 bí quyết dưỡng thận khỏe như ngựa, giúp ngủ ngon, tăng cường sức khỏe, cả đời không lo bệnh tật. Hoan Hỷ kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, thận là một bộ phận đặc biệt quan trọng của con người. Nếu như thận khỏe, mọi bệnh tật sẽ tiêu tan. Tuy nhiên, ngày nay do quá bận rộn, chúng ta không mấy quan tâm tới việc dưỡng thận. Những bệnh sỏi thận, suy thận dẫn tới phải chạy thận, ghép thận ngày một nhiều làm tổn hại đến sức khỏe, tài chính và tuổi thọ. Dưới đây là 8 cách dưỡng thận cực kỳ hiệu quả mà ai cũng nên làm. 8 bí quyết dưỡng thận khỏe như ngựa, giúp ngủ ngon, tăng cường sức khỏe, cả đời không lo bệnh tật. 1. Xoa bóp tai. Theo quan điểm của Đông y, tạo hóa đã tạo ra hai quả thận có hình đôi tai. Thực tế, tai là cơ quan đại diện cho thận. Thường xuyên xoa bóp hai tai có tác dụng cường thận, dưỡng thận vô cùng tốt. Bạn chỉ cần nắm nhẹ vào vành tai, chà sát đến khi hai vành tai nóng lên và tỏa nhiệt. Sau đó nắm chặt vành tai và thả lỏng tai dần. Mỗi ngày chúng ta nên thực hiện 2-3 lần, mỗi lần khoảng 20 phút. Cũng có thể làm ít hơn, tùy vào thời gian của bạn. Mục đích là tai phải nóng lên. Hành động này giúp tăng cường tuần hoàn máu và kiện toàn chức năng thận. 2. Chà sát thắt lưng. Thắt lưng là vị trí tương ứng với thận, giữ ấm, bao bọc cho thận. Khi chà sát, massage vùng này có tác dụng khơi thông kinh mạch, khí huyết thông suốt, tăng cường chức năng của thận. Một ngày hãy dùng hai tay để chà sát thắt lưng 36 lần, sẽ cảm thấy nóng vùng thắt lưng. Việc này mang lại hiệu quả chăm sóc thận tuyệt vời. 3. Ngâm chân. Ngâm chân nước ấm mỗi ngày là một thói quen cực kỳ tốt cho sức khỏe. Mỗi lần ngâm, hãy xoa sát nhiều lần huyệt sũng tuyền trong lòng bàn chân, hoặc có thể vỗ huyệt thận du, các ngón tay chụm lại, lòng bàn tay khum thành nơi chứa khí, vỗ lên huyệt thận du phát ra tiếng kêu như tiếng vỗ tay thì hiệu quả càng tốt. Huyệt thận du lấy đối xứng từ rốn ra sau lưng một vị trí, trên cuộc sống đó là huyệt mạnh môn, sau đó kéo ra hai bên, mỗi bên khoảng 1,5 thốn là gặp huyệt thận du. 4. Luyện đầu ngón tay út. Bạn có biết, ngón tay là điểm xuất phát của các kinh mạch, được coi là cửa ngõ nội tạng. Đầu ngón út có nhiều dây thần kinh, đồng thời có liên kết với lục phủ ngũ tạng. Đầu ngón tay út phải có sự liên kết với thận. Đầu ngón út tay trái có liên thông với bảng quang. Để giúp cường thận, khỏe thận, hãy thường xuyên luyện đầu ngón út. Dù đây là ngón nhàn rỗi, nhưng trong các ngón tay, quyền lực từ ngón út thường yếu hơn. Nhưng hãy thay đổi thói quen sử dụng ngón út nhiều hơn nhé. 5. Úp tay vào lưng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, lấy hai mu bàn tay tựa lên vùng thắt lưng, ở từ tư thế nằm ngửa trên giường. 5-10 phút sau, nhiệt sẽ từ từ lan khắp tỏa thân. Lúc đầu hai tay bị thắt lưng đè lên sẽ bị tê 3-5 ngày, sau khi đã quen thì không tê nữa. Hai chân sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và linh hoạt. Dù buổi tối hay ban ngày, chỉ cần là đang nằm, hãy kiên trì dùng hai mu bàn tay ép lên hai thắt lưng nửa giờ, sẽ thấy được hiệu quả kỳ diệu. 6. Ấn huyệt thái khê. Đây là phương pháp cực kỳ tốt cho hầu hết các trường hợp có bệnh về thận. Ngoài ra, còn giúp loại bỏ quầng thâm mắt, làm trắng da, tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng nghe nhìn, tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Dùng ngón tay cái của tay phải ấn nhẹ vào huyệt thái khê chân trái và ngược lại. Dùng lực sao cho cảm thấy có cảm giác là vừa. Tùy thời gian của bạn, có thể ấn từ 3-5 phút hoặc hơn. 7. Ấn huyệt quan nguyên. Thường xuyên ấn vào huyệt xoa bóp huyệt quan nguyên, giúp bồi bổ nguyên khí, điều hòa khí huyết, tăng cường chức năng của các phủ tạng, tăng cường sức miễn dịch của cơ thể. Xoa bóp huyệt này thường xuyên còn có tác dụng chống tăng huyết áp, mỡ máu, táo bón, tiêu chảy, liệt xương, đái dầm, choáng đầu, mất ngủ, đau bụng kinh. 8. Tập khí công. Lý luận về cơ thể trong khí công gắn liền với học thuyết âm dương và ngũ hành của đạo gia. Coi thân thể người là một hệ thống được nuôi dưỡng bằng một loại năng lượng, còn gọi là khí thông qua các kênh năng lượng, gọi là kinh lạc. Khí chạy trong các kênh phải đạt được cân bằng âm dương đầy đủ, dịch chuyển tự do nhưng đúng hướng. Nếu kinh lạc không thông suốt sẽ dẫn tới bệnh tật.
Bộ phận nào tắc nghẽn, bộ phận đó có thể sinh viêm, đau, suy giảm chức năng, kết sỏi, sỏi thận, gan, mật. Các bài tập khí công có tác dụng đánh thông các dòng năng lượng để hồi phục lại sự điều hòa và cân bằng trong cơ thể. Điều này cũng bao gồm việc thiết lập lại sự cân bằng giữa âm và dương và ngũ hành. Khi các kinh mạch được khai thông và điều hòa thì người ta sẽ đảo ngược được các vấn đề về bệnh tật, bao gồm cả bệnh thận. Dấu hiệu thận yếu thường gặp. Tại Việt Nam, cứ mỗi năm lại có khoảng 5 triệu ca mắc bệnh suy thận, trong đó có đến 26.000 ca đã bước vào giai đoạn cuối, và chỉ 18% số ca được điều trị bằng cách ghép thận, chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng. Thận là cơ quan, một trong những cơ quan vô cùng quan trọng để loại bỏ chất thải, nước dư thừa từ máu. Nếu gặp tình trạng thận yếu sẽ gây nguy hiểm cho người bệnh bởi chất độc hại dư thừa trong cơ thể. Bệnh thận thường âm thầm diễn biến, khó phát hiện. Do đó, để thăm khám kịp thời, bạn cần nhận biết các dấu hiệu bệnh thận yếu sau đây. 1. Tiểu nhiều về đêm. Biểu hiện của bệnh thận yếu đầu tiên là tần suất đi tiểu đêm nhiều. Bệnh thận yếu gây tiểu đêm thường xảy ra ở nam giới. Bạn thường xuyên cảm thấy buồn đi tiểu về đêm. Lúc đi tiểu thấy đau rát, cảm giác buồn tiểu không dứt và hay mót tiểu. Bàng quang lúc nào cũng trong trạng thái đầy nước. Lượng nước tiểu nhiều, gấp 2 lần hoặc 1/4 lượng nước tiểu của cả ngày, cụ thể là trên 2 lần mỗi đêm. Có những trường hợp người bệnh đi tiểu khoảng 5 đến 7 lần mỗi đêm. 2. Nước tiểu có nhiều dấu hiệu bất thường. Thông thường, nước tiểu có màu vàng nhạt hoặc màu vàng sẫm do uống ít nước. Tuy nhiên, một số dấu hiệu về nước tiểu sau cảnh báo bạn có thể chức năng thận đang suy giảm, cơ thể có một số bệnh về thận. Nước tiểu nhiều bọt. Nước tiểu có nhiều bọt, lâu tan và có mùi hăng hắc. Điều đó cho thấy lượng protein dư thừa trong máu gây rối loạn chức năng thải độc tố của thận. Nước tiểu có màu khác thường. Các tế bào hồng cầu có thể bị rò rỉ ra bên ngoài theo đường tiểu nếu có dấu hiệu thận yếu. Đây cũng là dấu hiệu nhận thấy thận chứa khối u hoặc sỏi. Ngoài ra, một số còn có dấu hiệu nước tiểu tối màu hoặc nhạt hơn bình thường. Khi tiểu có tình trạng căng tức, buốt đau và tiểu hết sức khó khăn. 3. Hay bị khó thở. Người có dấu hiệu thận hư yếu thường có cảm giác thở hụt hơi, thở nông. Nguyên nhân gây khó thở ở người thận hư thường do thiếu máu do không đủ tế bào hồng cầu vận chuyển oxy trong cơ thể. Chất lỏng dư thừa trong cơ thể bị tích tụ trong phổi. 4. Cảm giác rùng mình, tứ chi lạnh. Triệu chứng bệnh thận yếu thường xảy ra đột ngột, khiến cho bệnh nhân có cảm giác ớn lạnh như bị gió thổi ngang người. Dù không phải mùa đông, nhưng lúc nào cũng cảm thấy chân tay lạnh buốt, có thể lan tới đầu gối và khuỷu tay, gây ra cảm giác rùng mình. Kèm theo chứng rùng mình, lạnh tứ chi là tình trạng đau lưng, nhức mỏi đầu gối, tinh thần mệt mỏi, chán trường, nhạt miệng, ăn uống kém. 5. Người thường xuyên mệt mỏi. Thận khỏe mạnh giúp cơ thể sản sinh ra một hormone gọi là erythropoietin. Hormone này giúp cơ thể chúng ta tạo ra các tế bào hồng cầu, mang oxy cung cấp cho não bộ và các cơ quan trong cơ thể. Khi bạn bị các dấu hiệu thận yếu, chúng sẽ tạo ra erythropoietin hơn, cơ thể có thể từ đó mà ít các hồng cầu vận chuyển oxy hơn. Cơ thể và đầu óc của bạn nhanh chóng mệt mỏi, tinh thần uể oải. 6. Hơi thở có mùi khí amoniac. Thận vốn dĩ có chức năng loại bỏ các chất độc hại trong máu qua đường tiết niệu. Khi người bệnh bị suy thận, cơ quan này sẽ bị hư hỏng và không còn khả năng lọc các chất thải và chất độc ra khỏi máu. Lượng độc tố này nếu bị tích tụ lâu ngày trong cơ thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả các cơ quan của cơ thể. Hơi thở cũng bị ảnh hưởng, có mùi khí amoniac, mùi nước tiểu bốc hơi, có thể sẽ xuất hiện khi chứng thận yếu, từ đó làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp. 7. Chức năng sinh lý suy giảm. Như đã nói, nam giới là đối tượng dễ gặp các triệu chứng bệnh thận yếu. Trong đông y, vai trò của thận là duy trì các hoạt động chức năng sinh lý. Khi thận âm và thận dương bị mất cân bằng, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến chức năng sinh lý trong cơ thể. Nam giới gặp các chứng bệnh thận yếu có thể gặp phải các vấn đề về yếu sinh lý,
di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm, thậm chí là liệt dương, vô sinh. Thận yếu còn gây khó khăn trong điều trị rối loạn cương dương, khiến đời sống vợ chồng không hoàn mỹ. 8. Hay bị đau lưng. Tình trạng đau lưng xảy ra chủ yếu là cơ thể gặp dấu hiệu thận yếu, cũng rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Nhiều người cho rằng do hoạt động hàng ngày gây ra, như khuân vác vật nặng quá sức, đứng ngồi sai tư thế hoặc quá lâu. Đau lưng phát triển tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh thận yếu. Nếu bệnh nhẹ, đau lưng xảy ra khi người bệnh vận động, khó khum lưng hoặc đứng thẳng. Trường hợp bệnh nặng thì còn cơn đau nặng nề, kèm theo hiện tượng đau cả bàn chân và gót chân. Đau lưng do thận hư gây ảnh hưởng lớn tới vận động và sinh hoạt của người bệnh, cần được thăm khám và điều trị kịp thời. 9. Hay bị hoa mắt chóng mặt. Thận là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau. Nó còn có mối quan hệ rất mật thiết với các cơ quan khác trong tạng phủ. Chính vì vậy, khi cơ thể có dấu hiệu thận yếu thì các cơ quan khác cũng bị tổn thương, như viêm gan, cao huyết áp, bệnh mạch vành, hen suyễn. Các bệnh do chứng thận yếu này là nguyên nhân gây ra các chứng hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mê sảng, tinh thần mệt mỏi. 10. Táo bón. Người táo bón thường có các biểu hiện như họng môn nứt và dễ bị trĩ, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt. Mặc dù táo bón là do chức năng dẫn truyền của đường ruột thất thường, nhưng cội nguồn sâu xa là do thận hư gây nên. Bởi vì sự truyền dẫn đại tiện bắt buộc thông qua sự kích thích và bồi bổ của thận khí mới có thể phát huy được tác dụng thông thường của nó. 11. Chóng mặt, ủ tai. Rất nhiều người đã trải qua cảm giác chóng mặt, cảm giác hoa mắt, trời xoay chuyển đất trời, buồn nôn, kèm theo đó là tình trạng ủ tai. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ có thể làm cho tai bị điếc. Nguyên nhân gây ra chóng mặt ủ tai đa phần có liên quan đến thận. Trong đông y nói, thận chứa tinh sinh tủy, tủy tích tụ lại cho não. Vì vậy, thận hư có thể dẫn đến tủy không đủ, não mất dinh dưỡng, xuất hiện hoa mắt, chóng mặt, ủ tai. 12. Tóc thay đổi theo chiều hướng xấu. Sức sống của mái tóc phụ thuộc rất lớn vào thận khí. Do đó, chỉ cần nhìn mái tóc là biết thận của bạn có yếu hay không. Nếu thận khí đầy đủ, tóc sẽ mọc dày, trơn mượt và đen bóng. Nhưng khi thận yếu ớt, thận tinh suy nhược, tóc sẽ khô sơ, rối và dễ rụng. Bên cạnh đó, người thận yếu, tóc bạc sớm hơn người bình thường. Ngoài ra, những người mắc bệnh thận còn gặp một số biểu hiện như buồn nôn, tê tay và chân, tóc và móng tay giòn, dễ bầm tím và chảy máu, mất ngủ, chứng ngưng thở khi ngủ. Khi xuất hiện những triệu chứng này, người bệnh nên đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và có phương pháp điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm xảy ra. Thận yếu có phục hồi được không? Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, thận yếu hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, việc điều trị thành công hay không còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và giai đoạn tiến triển của bệnh. Trường hợp người bệnh đang ở giai đoạn đầu, người bệnh chỉ cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ là đã có thể phục hồi. Trường hợp nặng, cơ hội chữa khỏi sẽ rất khó. Tuy nhiên, không vì thế mà bi quan, bởi y học hiện đại ngày càng phát triển. Quý vị khán thính giả thân mến, thận yếu ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của người bệnh. Vì vậy, phát hiện sớm sẽ có các phương pháp để điều trị kịp thời và hiệu quả. Nếu như quý vị và các bạn còn băn khoăn thắc mắc nào về bệnh, có thể comment xuống bên dưới video để được các chuyên gia tư vấn, giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chương trình.